À, xin uh, kính chào các anh chị đang tham dự Hội nghị Khoa học thường niên Hội hóa hấp Việt Nam 2021. Thì trước tiên xin gửi lời cảm ơn tới Ban chấp hành uh, um, Hội hô hấp Việt Nam mà công ty uh, Boringer đã tạo điều kiện cho tôi trình bày uh, cái chủ đề là cập nhật cái dữ liệu đời thực trong điều trị uh, sơ phổi vô căn, thì trong bài trình bày này thì tôi sẽ nói về cái hiệu quả của ninte danip là một trong những thuốc uh, chống xơ trong điều trị uh, bệnh sơ phổi vô căn, uh, hiệu quả của nó trong việc cải thiện chức năng phổi, uh, trong việc giảm đợt cấp, hay là trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống hay là tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân bệnh phổi uh, vô căn, thì uh, À, những cái nghiên cứu à, về việc sử dụng ninte đa, nếp, đa số là À, chủ yếu xảy ra ở trong những cái thử nghiệm lâm sàng à, có đối chứng nhưng mà trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng thì à, tiêu chuẩn chọn bệnh à, tương đối là khắc khe thì chẳng hạn là bệnh nhân phải thỏ nhiều cái tiêu chí trong đó có FVC là phải trên 50% chẳng hạn nhưng mà nhiều trường hợp bệnh nhân à, tới khám bệnh ở giai đoạn trẻ tới FVC dưới 50% hoặc à, có khi à, cái tiêu chí mà chọn bệnh không thỏ thì không biết là chúng ta suy diễn từ cái thử nghiệm lâm sàng trong đời thực rồi nó có đúng hay không thì đó là lý do tại sao mà hôm nay tôi trình bày những cái dữ liệu đời thực có thể họ sẽ cho điều trị thuốc chống sơ ở những bệnh nhân mà À, cái giai đoạn à, trẻ. thì trước khi tôi nói về cái dữ liệu đời thực thì tôi sẽ nhắc lại về những cái kết quả từ những cái thử nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng nintedanib cho bệnh nhân à, sơ phổi vô căn ví dụ như đây là một cái kết quả của một cái nghiên cứu IMPOSIT là điều trị bệnh nhân à, sơ phổi vô căn bằng cách sử dụng nintedanib so với bệnh nhân sử dụng giả dược trong 52 tuần lễ. và à, các nghiên cứu này cho thấy là cái à, nếu mà bệnh nhân mà không sử dụng uh, thuốc tức là sử dụng giả dược thì uh, tốc độ sụt giảm của FVC uh, là khoảng 223 ml uh, trong một năm, trong khi nếu mà chúng ta sử dụng uh, Nintedanib thì tốc độ sụt giảm chỉ còn khoảng 113 ml mà thôi. Và khi mà uh, chúng ta biết rằng nếu mà FVC mà nó sụt giảm hơn 10% sau một năm thì nó sẽ tăng nguy cơ tử vong uh, lên uh, có thể 2 tới 3 lần so với bệnh nhân mà có FVC nó sụt giảm dưới uh, 10% như vậy thì khi mà chúng ta làm giảm được cái sụt giảm của FVC chúng ta cũng sẽ cải thiện được cái tỷ lệ tử vong và à, từ cái nghiên cứu này họ thấy nó có hiệu quả trong việc sử dụng Nintedanib, họ có một cái nghiên cứu Imposite à, mở rộng thì thấy là nếu mà những bệnh nhân mà à, trước đó mà chưa có sử dụng Nintedanib tức là nhóm sử dụng giả dược mà sử dụng Nintedanib và họ thấy rằng là à, theo dõi tiếp một năm sau thì họ cũng có sóc, tốc độ sụt giảm của FVC nó cũng còn khoảng một 100 ml mà thôi à, như vậy thì rõ ràng và và có nhớ mà đã sử dụng rồi thì, thì, thì tiếp tục theo dõi tới 192 tuần lễ mình thấy rằng là cái tốc độ sụt giảm cũng còn 145 làm so với ban đầu là sụt giảm tới 223 ml như vậy thì sử dụng Nintedip nó làm chậm sự sụt giảm của FVC và từ đó có thể cải thiện được cái chất lượng cuộc sống hay là tỷ lệ tử vong Vậy trong đời thực thì như thế nào? Thì những nghiên cứu đời thực thường là những nghiên cứu nó tương đối nhỏ hơn. Ví dụ như ở đây là nghiên cứu ở tại... Hy Lạp và họ theo dõi à, bệnh nhân à, sử dụng cái Nintedanib à, trong 3 năm và sau 3 năm thì chỉ còn khoảng 60% bệnh nhân còn sống mà thôi, đa số là bệnh nhân à, một số lớn bệnh nhân à, à, đã tử vong và thấy nếu mà bệnh nhân mà tiếp tục sử dụng à, trong 3 năm và mình thấy cái FVC lúc đầu khoảng 70 mấy phần trăm và sau 3 năm thì nó vẫn duy trì khoảng trên 70% vậy thì nhờ Nintedanib thì nó duy trì được cái tốc độ sụt à, F FVC không có bị sụt xuống hoặc là DLCO nó cũng duy trì khoảng 40 mấy phần trăm so lúc đầu khoảng 4 mấy phần trăm và sau 3 năm thì cũng như vậy thế mình thấy rằng là cái việc mà sụt giảm FVC mà hơn 10 phần trăm trong một năm hoặc là DLCO mà hơn 15 phần trăm trong một năm là những cái yếu tố tiên lượng tử vong rất là cao và trong khi nếu chúng ta điều trị bằng Nintedanib thì FVC và DLCO trong đời thực nó được duy trì và còn một cái nghiên cứu khác ở tại Đức thì cái mẫu nghiên cứu cũng chỉ 60 yeah bốn à, bệnh nhân mà thôi thì họ thấy là nếu mà theo dõi sao cái FVC đó à, sau 6 tháng thì, thì thấy là khoảng 67% bệnh nhân có FVC nó sụt giảm dưới 5%. trăm à, nếu nếu mà nó sụt giảm họ định nghĩa là bệnh nhân sẽ tiến triển nếu FVC sụt giảm hơn à, 5%. À, còn nếu mà nó định nghĩa hơn 10% thì chỉ có 14% là sụt giảm hơn 10% mà thôi. Như vậy thì nhờ việc sử dụng Nintedanib thì cái FVC nó được à, duy trì từ đó có thể cải thiện được cái tỷ lệ à, sống còn cho bệnh nhân à, và. À, thường thì chúng ta thấy nghiên cứu đa số họ sử dụng cho bệnh nhân có FVC còn 50% còn nếu mà dưới 50% thì thường là loại ra khỏi nghiên cứu thì trong một cái nghiên cứu này ở tại Nhật họ coi những cái bệnh nhân mà cái FVC à, vẫn dưới 50% và DLCO dưới 30% được gọi là cái nhóm nặng còn nhóm trung bình là trên 50% thì thấy là rõ ràng trong cái 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 nhóm mà à, trung bình nếu mà trước khi điều trị bằng nintedanib thì tốc độ sụt giảm mình biết là hơn 200 ml giống như là trong cái nghiên cứu in post nếu mà chúng ta sử dụng thì nó giảm xuống còn tốc độ sụt giảm fvc trong một năm còn khoảng, khoảng 100 ml mà thôi và rõ ràng trong cái nhóm mà nặng cũng vậy thì không điều trị thì nó cũng thì trong trường hợp này nó giảm fvc si nó hơn cả 300ml còn nếu mà chúng ta có điều trị à, thì nó cũng giảm còn 100ml mà thôi như vậy thì từ nghiên cứu này cho thấy rằng là nếu mà bệnh nhân tới chúng ta giai đoạn trẻ thì mà, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nintedanib nó sẽ cải thiện được cái cái FVC như vậy thì à, rõ ràng trong đời thực thì nhiều bệnh nhân tới giai đoạn trẻ thì nếu bệnh nhân mà thỏa tiêu chuẩn của IPF thì chúng ta cũng nên mạnh dạng sử dụng à, cái uh, nintedanib để làm sụt giảm cái FVC uh, thì trong cái nghiên cứu ở tại Nhật thì cái tỷ lệ bệnh nhân có IVF mà giai đoạn trẻ thì tương đối ít nhưng mà trong nghiên cứu ở tại Hàn Quốc thì 47% bệnh nhân có cái à, đến với chúng ta ở giai đoạn trẻ tức là FVC dưới 50% thì thấy rằng là nếu bệnh nhân mà ở giai đoạn trẻ ở trong trường hợp này thì mà à, trước khi điều trị thì thấy là nó sụt giảm cái cái FVC so với một tháng là nó tương đối cao nhưng mà sau khi điều trị thì cái tốc độ sụt giảm nó sẽ chậm lại tức là sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê như vậy thì qua à, những nghiên cứu đời thực chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng cái nintedanib dù bệnh nhân giai đoạn sớm hay trẻ thì cũng làm chậm sụt giảm của FVC thì đó là cái vai trò của nintedanib trong việc làm chậm sự sụt giảm của của chức năng hô hấp, còn uh, vai trò của nitinip, danip trong việc làm sụt giảm, trong việc cải thiện cái đợt cấp thì như thế nào? Tức là mục đích chúng ta điều trị là làm sao để cho bệnh nhân đừng xuất hiện đợt cấp nếu mà ví dụ nếu xuất hiện đợt cấp thì bệnh nhân sẽ nguy cơ tử vong sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì uh, trong cái nghiên cứu tomorrow, impulse cũng uh, đây là thử nghiệm lâm sàng thì họ thấy rằng là uh, so với cái nhóm mà uh, sử dụng giả dược là cái đường màu xanh lợt này ở cái nhóm mà sử dụng lintegranip 150 150 mg hai lần một ngày đó thì khi mà theo dõi theo thời gian một năm thì thấy rằng là cái nguy cơ tử vong nguy cơ tử vong của cái nhóm mà sử dụng lintegranip là nó giảm đi khoảng 47% so với cái nhóm mà sử dụng giả dược thì đó là trong cái uh, thử nghiệm lâm sàng vậy trong uh, những cái đời thực thì sao? Ở đây là một cái nghiên cứu gợp rất là gồm có 26 cái nghiên cứu trong đó chỉ có 8 nghiên cứu là thử nghiệm lâm sàng mà thôi còn uh, lại um, uh, còn còn lại làm uh, uh, tức là sáu nghiên cứu là thử nghiệm lâm sàng còn 18 nghiên cứu là uh, xin lỗi tức là mình có 26 nghiên cứu thì 8 nghiên cứu là uh, À, thử nghiệm lâm sàng còn 18 nghiên cứu là cái nghiên cứu đời thực thì họ coi thử mình sử dụng cái thuốc chống sơ cho bệnh nhân IPF thì trong trường hợp này có nintedanib hoặc là perfenidone so với cái nhóm sử dụng giả dược thì nó có làm giảm đi cái đợt cấp à, của IPF hay không thì rõ ràng là nghiên cứu này cho thấy là à, cái việc sử dụng thuốc chống sơ nó giảm cái đợt cấp khoảng 37% so với cái nhóm mà không sử dụng à, cái thuốc chống sơ vậy rõ ràng là trong đời thực sử dụng thuốc chống sơ cũng làm giảm được cái đợt cấp của IPF và một cái tiêu chí chúng ta cần quan tâm đó là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân IPF như thế nào bệnh nhân có giảm khó thở hay không bệnh nhân có bớt ho hay không thì trong thử nghiệm lâm sàng thì rõ ràng nếu mà chúng ta thấy là khi mà đánh giá cái chất lượng cuộc sống bằng thang điểm central để mà nó nó nó, nó, nó cái thang điểm đó càng lớn đó thì thì chất lượng càng sống cuộc sống càng giảm còn mà càng nhỏ thì chất lượng cuộc sống càng tốt thì thấy là nếu mà cái nhóm sử dụng Nip thì cái cái thang điểm Central cho nó À, thay đổi ít hơn là so với cái nhóm mà không sử dụng à, Nintedanib như vậy, có nghĩa là sử dụng Nintedanib thì cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân sẽ cải thiện tốt hơn, đó là trong cái thử nghiệm lâm sàng còn trong đời thực thì sao thì à, đây là một cái nghiên cứu ở tại Đức à, thì họ à, xem những bệnh nhân mà trước khi sử dụng Nintedanib thì coi bệnh nhân có than phiền gì hay không thì họ thấy là trong 6 tháng trước khi sử dụng Nintedanib thì trong à, 56 bệnh nhân thì thấy là 47 bệnh nhân là than là khó thở nặng thêm hoặc là ho nó nhiều hơn tức là 84% là thấy triệu chứng nó nặng nề hơn nhưng mà sau 6 tháng sử dụng nintedanib thì khoảng 58% bệnh nhân thấy là khó thở hoặc là ho của họ ổn định hay là giảm đi như vậy thì sử dụng cái cái thuốc nintedanib nó có thể làm giảm ho và giảm khó thở hay là bệnh nhân thấy là chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn đó là trong nghiên cứu đời thực Hôm nay cũng là một cái nghiên cứu đời thực ở tại Nhật Bản thì số lượng bệnh nhân rất ít, chỉ có 25 bệnh nhân IPF mà thôi. Thì họ so sánh giữa cái uh, việc mà tại thời điểm họ dùng Nintedanib so với 6 tháng trước đó hay là 6 tháng sau sử dụng thuốc và 12 tháng thì đánh giá cái thang điểm uh, khó thở dựa vào M À, AMAC thì họ thấy rằng là à, nếu mà không sử dụng thuốc Nintedanib bệnh nhân 6 tháng trước và tới thời điểm này thì nó mức độ khó thở nó tăng lên nhưng mà sau 6 tháng sử dụng là mức độ khó thở nó giảm lại hoặc là sau 12 tháng tiếp tục nó cũng giảm mặc dù nó thay đổi không nhiều lắm ở đây mình chỉ thấy là một là như thế này nhưng mà nó nó, nó ổn định là được rồi hay là thang điểm khác cũng vậy thì giống như đánh giá trong CBD nếu mà à, thang điểm khác nó càng cao là mức độ khó thở à, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân càng giảm thì trước khi Sử dụng 6 tháng thì như thế này và và tại thời điểm mà sử dụng thuốc là cát nó tăng lên uh, gần 15 điểm. Nhưng mà khi mà sử dụng Nintedanib thì cát nó sẽ giảm xuống uh, và nó, nó duy trì giảm uh, sau 12 tháng. Như vậy thì rõ ràng việc sử dụng cái Nintedanib thì nó cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Có thể nó giảm ho và uh, giảm khó thở và bệnh nhân sẽ cảm thấy chất lượng cuộc sống uh, tốt hơn và một cái tiêu chí nữa là chúng ta muốn điều trị cho bệnh nhân bị sơ phổi là bệnh nhân lúc nào cũng hỏi là có kéo dài thời gian sống hay không thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm thì trong cái nghiên cứu gợp đăng trên tạp chí Chest gần đây từ tháng 7 và hiện giờ là chỉ là là xuất bản trên tức là trước khi công bố chính thức thì thấy rằng là À, cũng trong cái nghiên cứu này ta thấy là nếu mà chúng ta sử dụng cái thuốc chống sơ gồm có Nintedanep hoặc là Perfenidone so với cái nhóm mà không sử dụng thuốc chống sơ à, và họ thấy rằng cái nguy cơ à, tử vong của cái nhóm mà sử dụng thuốc chống sơ nó giảm khoảng 45% so với cái nhóm mà không sử dụng thuốc chống sơ như vậy thì à, nếu nếu từng nghiên cứu thì đúng là rõ ràng là nó nó vẫn chưa có thay đổi về cái mức độ sống còn nhưng mà khi mà chúng ta gộp nhiều cái nghiên cứu lại và cái số lượng bệnh nhân đủ lớn thì rõ ràng sử dụng thuốc chống sơ nó sẽ làm giảm đi cái tỷ lệ tử vong khoảng 45% so với cái nhóm mà không sử dụng thuốc chống sơ. Thì việc mà giảm tỷ lệ tử vong thì có thể liên quan tới việc là sử dụng thuốc chống sơ nó làm ổn định chức năng hấp tức là làm chậm sự sụt giảm của FVC hay là TLCO rồi cải thiện chất lượng cuộc sống và nó làm giảm đi cái đợt cấp của Uh, bệnh nhân IPF và từ đó nó sẽ làm việc, cải thiện được cái uh, tỷ lệ tử vong. Uh, thì đây là một cái nghiên cứu khá những nhiều cái nghiên cứu mà chị sẽ thấy là đa số là thường là những cái nghiên cứu họ uh, có những cái quốc gia họ bởi vì họ sẽ đăng ký những bệnh nhân IPF do bệnh này là tương đối hiếm cho nên sẽ có nhiều cái quốc gia họ đăng ký và theo dõi cái uh, dữ liệu uh, theo thời gian thì thấy rằng okay, giữa cái nhóm mà sử dụng Nintedanib là cái đường màu đỏ so với cái nhóm sử dụng không sử dụng Nintedanib và theo dõi theo thời gian cái tỷ lệ sống còn lúc nào nó cũng tách đô, tách ra tách rời ra và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê mình thấy là bệnh nhân sử dụng Nintedanib lúc nào thời gian sống còn cũng sẽ uh, tốt hơn so với bệnh nhân không sử dụng hay là Tại bất kỳ thời điểm nào thì nhóm sử dụng nintedanib thì cái khả năng sống còn của họ lúc nào cũng cao hơn so với bệnh nhân không sử dụng uh, nintedanib thì để kết luận thì chúng ta sẽ thấy là cái bệnh nhân sơ phổi vô căn thì là một cái bệnh sẽ có tình trạng sơ nó tiến triển uh, nếu chúng ta không điều trị và chức năng hấp sẽ sụt giảm uh, nhanh chóng và um, những cái thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng là điều trị IPF bằng cái thuốc chống sơ cụ thể là nintedanib sẽ làm chậm sụt giảm của FVC và giảm được cấp cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tử vong thì cái, những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này kết quả của nó được thể hiện trong những nghiên cứu đời thực cho, cho thấy là nếu chúng ta sử dụng nintedanib kể cả những bệnh nhân mà IPF giai đoạn trẻ thì cũng cải thiện được cái uh, tốc độ sụt giảm FVC rồi giảm được cái đợt cấp và cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm được tử vong cho bệnh nhân ipf thì hy vọng rằng trong tương lai ở việt nam chúng ta hiện tại nintendanip đã được nhập vào việt nam và bệnh nhân có nhiều cơ hội để sử dụng và từ đó sẽ cải thiện được tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân ipf ở tại việt nam thì phần trình bày của tôi đến đây là hết cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi